Vào buổi sáng ngày hôm nay, con việc ở trên Hoa Kỳ đang được giảm xuống rất là nhiều. Sắp tới đây nữa, CDC sẽ đưa ra nói là không cần đeo khẩu trang nhiều chỗ khác nhau. Sắp tới đây thì CDC sẽ đưa ra về đeo khẩu trang như thế nào, như thế nào phải tùy theo cái chỗ nào bị nhiễm ra làm sao rồi bị nặng hay nhẹ trong nhà thương như thế nào hiện tại ngay bây giờ theo cdc chưa đưa ra gì hết có lẽ là qua tuần sau cdc sẽ đưa ra cái chuyện này Anthony Fauci, still stressing caution. Hiện tại ngay bây giờ, ông Dr. Anthony Fauci cũng đang để ý từ chi tiết kỳ chuyện này. Ông Dr. Fauci nói, chúng ta phải cẩn thận về chuyện này. Chúng ta không có nên báo ra cho biết là được chiến thắng quá sớm thì nó trở thành nguy hiểm. Trong lúc này có nhiều tiểu bang trên Hoa Kỳ cũng đang đưa ra về cái chuyện đeo khẩu trang giảm xuống rất là nhiều. Ngày hôm nay bên California đưa ra nói là không cần đeo khẩu trang ở bên trong nữa. Đối với những người mà đã chích thuốc ngừa rồi. Còn nói về trường học thì ở bên đó vẫn còn kêu học sinh đeo khẩu trang tiếp tục ở trong trường có nhiều tiểu bang khác thì trong trường học ngay bây giờ những người thống đốc thị trưởng đưa ra nói là không cần đeo khẩu trang và cũng có nhiều tiểu bang đưa ra không cần đeo khẩu trang trong lớp nữa và hai bên giữa cha mẹ, một số thì muốn đeo khẩu trang tiếp tục, một số thì nói là hết con việc cho nên không cần đeo khẩu trang. Đây là ông thống đốc bên chùa trà, ông nói, chúng ta nên để cho cha mẹ, phụ huynh quyết định về cái chuyện đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang. Đó là cho những đứa nhỏ đi học ở trong trường. Và có một số người cha mẹ thì đưa ra biểu tình là no more mask, không có nên đeo khẩu trang nữa. Ở bên New Hampshire, chỗ đó có cái chuyện là họp ở trong trường học. Thì nói về cái chuyện đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang thì càng ngày nó càng gây cấn thêm nữa. Và có người cũng bị bắt về chuyện này. Và cái chuyện ca nhạc, những cái chỗ tổ chức ca nhạc lớn ở trên Hoa Kỳ, họ nói có lẽ là sắp tới đây là không cần đeo khẩu trang nữa khi tới dự ca nhạc của họ. Không cần biết người đó có chích thuốc ngừa hay chưa như thế nào, không cần đeo khẩu trang. Ở Disney Park thì họ nói những người nào mà đã chích thuốc ngừa rồi, thì không cần đeo khẩu trang. Trên Hoa Kỳ về COVID cũng đang giảm xuống rất là nhiều. Giảm xuống khoảng chừng 44% tính từ hồi tuần rồi tới bây giờ. Nhưng mà mỗi ngày ở trên Hoa Kỳ có khoảng chừng 2.000 người bị chết về COVID. CDC mới đưa ra một cái report mới vào bữa thứ ba vừa qua. Đối với con việc nhiễm những trẻ em dưới 18 tuổi, nhiễm nặng cấp 4 lần lúc mà bị con việc biến thể Omicron cân sống đó xảy ra. So với con việc Delta,